Xô, yếu đuối. Có cái gì cứng hơn không? Đây. Oh no. Run. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với
Võ à? Nhìn như con cầu cào ấy. Cào, cào. Này, tao cũng vừa luyện được khí công vừa xem khí công Trung Quốc. Thôi, không được phép nữa. Này, chuyên gia đi vào à? Bật tivi cho người bắt đầu vội. Luyện theo cái gì? Cho mày đấm luôn vào đây. Đã. Em đấm anh ấy rồi kia đấy. Lời biện. Nào, bây giờ xuống trấn ra nhá. Này, có đùa. Từ từ, để ý về người ta phải là vận khí. Ủi mà mẩy đấm chắc ta chả phần vận. Đây. Ấy giờ mày thấy thần công chưa? Này, một phát đấm đấy ăn thua gì này. Thôi đấy, bây giờ cho mình đọc cái khác nha. Này, để im phát này đến chân nhá. Này, đấm không có tí tím nào. Từ từ, vận khí đã. Đây. Đập vào đây á. Đập vào đây. Em cẩn thận bằng cái quẻ trò. Xả im. Từ từ, tao bảo bắt đầu là ok nhá. Ok. Quá yếu đuối này. Cái cây này thì ăn thua gì này. Không ăn thua. Xuống, yếu đuối. Có cái gì cứng hơn không? Đây. Oh no. Run. Kim nhá, quả táo vừa mới sáng chế ra kinh điển lắm. Nhưng mà bánh nhạo ấy. Chỉ sợ kia rồi, mày tránh xa ra. Ta. Tí cho hẳn hai cái. Cả hai cái đâu mà nghe cả của em. Xin miếng thôi. Tí cho hai cái. Cộng thêm 5.000 nữa. Một miếng rồi. Đây. Miếng rồi nhé. Ờ một miếng rồi. Đây. Cứ phải tried it. Cứ yên vô cổ ra, không đền nữa. Con đỏ anh đây, tao đền mày. Đấy, cầm đấy.